hô, giờ chơi vừa mới điểm, gió lấp đâu của ra. Với những phạm nhân này, có thể trước đây vì không biết chữ, không phân biệt đúng sai, để rồi gây ra bao nhiêu tội lỗi. Nhưng giờ đây, nơi lớp học này, những bàn tay lại đang lóng ngóng với từng con chữ chưa tròn trịa. Vào đây thì tôi cũng chưa được biết viết biết chữ gì. Vào đây được ban giám thị và hội đồng cán bộ tạo điều kiện cho học hành, rồi được biết chữ, biết cộng trừ nhân chia, viết thư về cho gia đình thì gia đình cũng mừng, cũng nghĩ rằng tôi đã ở trong này đã được biết viết biết chữ này. Mỗi phạm nhân một tội danh, một mức án, nhưng phần nhiều đều không biết chữ. Cộng thêm nhiều độ tuổi khác nhau nên việc dạy chữ cho các phạm nhân lúc đầu cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và mong muốn giúp các phạm nhân có cơ hội làm lại cuộc đời, những giáo viên nơi trại giam luôn cố gắng chỉ dạy từng con chữ, từng nét bút, hy vọng các phạm nhân biết đọc, biết viết để có thể viết thư về cho gia đình, viết thư xin lỗi cho những việc làm sai trái của mình trước đây. Đối với công việc của tôi tại đây thì khó khăn là nhiều hơn thuận lợi, nhưng mà nhìn thấy các anh hàng ngày chăm chỉ học hành thì theo dõi tôi giảng dạy thì tôi cũng cảm thấy là có rất nhiều niềm vui, có nhiều động lực để cho tôi vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Niềm vui có thể không trọn vẹn với các phạm nhân đang chịu án phạt tù chung thân, nhưng với lớp học chữ này sẽ là cơ hội lên trong họ niềm tin hướng thiện. Vô đây nói chung là cũng biết học biết viết thì cũng mừng. Cán bộ dạy có trách nhiệm. Một số anh học phạm nhân là khi biết chữ rồi thì cũng làm thơ, việc tặng tôi một số bài thơ mà các anh tự viết, ngoài việc biết đọc biết viết là phục vụ cho cái công tác là học tập lao động cải tạo trong này, rồi sau này các anh còn viết thư gửi lời xin lỗi. Đây là cái điều mà tôi thấy tôi mừng, tâm mừng nhất và tâm huyết nhất. Không còn khoảng cách giữa cán bộ và phạm nhân mà chỉ còn là tình người, tình thầy trò. Những lớp học xóa mù chữ và phổ cập tiểu học đặc biệt nơi trại giam Gia Trung đã và đang tiếp thêm niềm tin, động lực cũng như quyết tâm để những con người từng một thời lầm lỗi có thể bước qua bóng tối của quá khứ mà làm lại một cuộc đời mới, sống có ích và ý nghĩa hơn. Và có những cái hoạt động thì đã thành từ mô hình điểm đó đã tốt rồi.